sách VietJack, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/VietJack Official Store. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Chào mừng tất cả các bạn đến với bài học ngày hôm nay của chúng ta. Và trong bài học ngày hôm nay thì cô và các bạn sẽ đi hệ thống lại toàn bộ kiến thức cần nhớ, cũng như là làm một số những bài tập trong phần cuối chương 1 nhé. Vậy bây giờ chúng ta cùng vào cho cô. Ghi cho cô này, bài tập cuối chương 1. Và trong chương 1 này thì chúng ta đã cùng đi nghiên cứu về các hàng đẳng thức đáng nhớ này, các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử, rồi là cộng trừ các phân thức rồi, đúng nhỉ? Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ôn tập lại toàn bộ những cái kiến thức đấy nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tóm tắt lại cái chương 1 như sau. Đây, cô sẽ có chương 1 gồm các nội dung. Nội dung đầu tiên là về đơn thức và đa thức nhiều biến. Vậy thì ở đây trong phần này chúng ta cần lưu ý cho cô cách để chúng ta cộng trừ đơn thức đồng dạng này. Đấy, đa thức thu gọn. Thế thì cộng trừ đơn thức đồng dạng thì chúng ta sẽ cộng trừ phần hệ số và giữ nguyên phần biến, đúng không nhỉ? Rồi, còn đa thức thu gọn thì chúng ta thấy rằng là đa thức thu gọn là đa thức mà trong các cái đơn thức trong đa thức đấy thì không có đơn thức nào có cùng bậc, đúng không nhỉ? Rồi, tức là không có cái đơn thức nào đồng dạng trong đa thức đấy thì gọi là đa thức thu gọn. Tiếp tục là về phần cộng trừ hai đa thức và nhân chia hai đa thức, chúng ta cùng ôn lại. Tiếp theo phần kiến thức thứ hai là về phần hàng đẳng thức đáng nhớ. Thì các bạn cần phải nhớ được cho cô 7 hàng đẳng thức đáng nhớ là bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương, lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu, tổng hai lập phương và hiệu hai lập phương, được chưa? Rồi, học thuộc cho cô nhé. Tiếp theo phần kiến thức thứ ba trong chương là chúng ta phải biết cách phân tích đa thức thành nhân tử. Đấy, vậy chúng ta đã được học ba cái phương pháp rồi, là phương pháp đặt nhân tử chung này, phương pháp dùng hàng đẳng thức và phương pháp nhóm hạng tử. Và trong một số những bài toán nó phức tạp thì nó có thể sử dụng cả ba cái phương pháp này cùng lúc, được chưa? Rồi, nên chúng ta cần luyện tập thật nhiều phần này nhé. Tiếp tục là phần kiến thức thứ tư cần nhớ trong chương là về phân thức. Thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta cần nhớ được cho cô cách để chúng ta nhận biết được hai phân thức bằng nhau, tức là khái niệm về hai phân thức bằng nhau này. Ngoài ra là tính chất cơ bản của phân thức. Sau đó chúng ta phải biết cách cộng trừ hai phân thức cùng mẫu này, cộng trừ hai phân thức khác mẫu. Đấy, và tiếp theo cũng là về phân thức thì sẽ là nhân chia phân thức. Phần này cũng rất là quan trọng. Đấy là mình phải biết cách nhân hai phân thức này, rồi chia hai phân thức. Đấy là toàn bộ những cái kiến thức mà chúng ta cần phải nhớ ở trong chương này. Các bạn có thể tự tóm tắt vào vở này, sau đó thì xem lại từng phần. Phần nào mà chúng ta chưa hiểu, chưa rõ, chúng ta có thể xem lại cái bài giảng của cô, hoặc là chúng ta có thể xem lại trong sách giáo khoa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tóm tắt lại, cũng như là kiểm tra xem là mình có nhớ các kiến thức của chương 1 này hay không, thông qua một số những cái câu hỏi trắc nghiệm như sau nhé. Phần câu hỏi trắc nghiệm. Câu số 1. Biểu thức nào sau đây không phải là đa thức? A này, B này, C này, D. Rồi, vậy biểu thức nào sau đây không phải là đa thức? Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ thấy ngay là câu C, đúng không? Vì sao? Chúng ta lại thấy là có 1 trên 2Z nhân X này, cộng Y. Đây nó không phải là đa thức, vì 1 trên 2Z nhân X này nó không phải là đơn thức. Đấy, đa thức là tổng của các đơn thức. Thì đây chúng ta thấy 1 trên 2ZX này nó không phải là đơn thức. Thì chúng ta sẽ khẳng định C là phương án đúng ở trong câu này. Tiếp theo là ý thứ hai. Ý thứ hai nhá. Đây, đấy, cô khoanh luôn là câu A rồi. Đấy, cô bấm nhanh một cái là nó đã ra đáp án là câu A. Vậy là giải thích tại sao nó lại ra câu A nhá. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức âm 2x mũ 3y? Âm 2x mũ 3y, hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức như thế nào đây? Đây, chúng ta thấy có hệ số khác không này và có cùng phần biến. Thì phần biến của cái đơn thức này là x mũ 3y. Còn phần biến ở đây là x bình yx. Nhìn vào đây thì chúng ta thấy là có vẻ nó không giống, nhưng mà thực ra nó lại giống đấy. Vì sao lại như vậy? Các bạn thấy là 1/3 x bình y. X thì cô có thể viết được thành 1/3 nhân x bình nhân x thì cô viết thành x mũ 3 rồi nhân y. Vậy khi đó đơn thức trên sẽ đồng dạng với đơn thức âm 2 x mũ 3y, đều có phần biến giống nhau, được chưa? Vậy câu 2 này mình chọn A. Tiếp theo là câu số 3. Biểu thức nào sau đây không phải là đa thức bậc 4? Vậy bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Câu A này có phải đa thức bậc 4 không? Chúng ta sẽ lấy số mũ của các biến này cộng vào với nhau này. Mũ của x là 2 này, cộng 1 này, cộng 1 vậy là bằng 4. Vậy không chọn câu A. Người ta yêu cầu không phải là đa thức bậc 4 cơ. Tiếp theo câu B này thì đơn thức x mũ 4 này có bậc là 4. Rồi âm 3/2 x mũ 3 y mũ 2. Anh này lại có bậc là mấy? 5. Vậy thì đa thức này sẽ có bậc là 5. Vậy đa thức này không có bậc là 4 thì mình chọn câu B luôn. Câu C này chúng ta thấy là đa thức ở câu C này có bậc là 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1. Vậy là mấy? 4. Vậy câu C không chọn. Câu D này thì x mũ 4 này thì mũ là 4. Vậy đa thức này sẽ có bậc là 4. Vậy ở đây mình chọn phương án đúng là phương án B. Tiếp theo là câu số 4. Biểu thức nào sau đây không phải là phân thức? Xem cho cô xem đâu không phải là phân thức nhé. Thế thì ở đây chúng ta sẽ nhìn được vào đây, chúng ta thấy rằng là phân thức thì chúng ta thấy nó có dạng là A phần B, đúng không? Trong đó A và B là các đa thức khác đa thức không. Thì ở đây B khác đa thức không nhé. Thế ở đây chúng ta thấy là tử và mẫu phải là các đa thức, đúng không? Mẫu khác đa thức không. Vậy thì ở đây các bạn nhìn vào đây. Ở đây câu A nhiều bạn sẽ bị nhầm này, các bạn sẽ chọn câu A này. Vì các bạn thấy bảo là nó có dạng A phần B nhưng mà A này không có dạng A phần B thì là sai. A này chúng ta có thể viết được thành đây x bình y cộng y tất cả trên 1. Vậy nó vẫn có dạng là A phần B đấy, đúng không? Vậy thì câu A này nó vẫn là phân thức nhá. Câu B này nó đương nhiên vẫn là phân thức rồi. Đấy, tử và mẫu đều là các đa thức, được chưa? 3 xy trên căn 2z. Câu C này chúng ta thấy nó không là đa thức, đúng không? Vì không là phân thức, vì tử là căn x này nó không là đa thức. Vậy chúng ta chọn C cho cô. Câu D thì nó sẽ là đa thức rồi, là phân thức rồi. Đấy là câu số 4 chọn C. Câu 5 nào. Kết quả của phép nhân x cộng y trừ 1 nhân với x cộng y cộng 1 là bao nhiêu? Đối với bài này thì các bạn có thể sử dụng phép nhân đa thức với đa thức cũng được. Nhưng mà phần này thì cô sẽ nhân nhanh, các bạn quan sát cô nhân nhanh như sau nhé. X cộng y cộng trừ 1 này nhân x cộng y cộng 1 này bằng. Đấy, bây giờ cô sẽ làm như sau. Cô lấy ở bên này cô thấy là x cộng y, bên này cũng có x cộng y. Bên này là trừ đi 1, bên này thì cộng 1. Vậy cô thấy nó giống hằng thức số 3 là hiệu hai bình phương, đúng không? Vậy A của cô đóng vai trò là x cộng y. Vậy cô sẽ viết là x cộng y tất cả mũ 2 trừ đi 1 mũ 2. Đấy, đây là đóng vai trò là A các bạn nhé. Trừ B đây. Đây A đây, cộng B đây. Đấy, vậy là A bình trừ B bình. Rồi, vậy bây giờ cô sẽ có. Vậy ở đây cô sẽ khai triển ra x cộng y tất cả bình. Vậy cô sẽ viết được thành x bình cộng 2xy cộng y bình trừ đi 1 bình. Vậy sẽ là trừ đi 1. Vậy cô sẽ chọn được phương án nào đây? X bình cộng 2xy cộng y bình trừ 1. Vậy chúng ta thấy phương án đúng là phương án B, đúng không? Rồi, đấy là câu số 5 của chúng ta nhé. Đấy, bây giờ sẽ là câu 6 này. Câu 6, kết quả của phép nhân 2x cộng 1 nhân 4x bình trừ 2x cộng 1 là. Câu này thì chúng ta cũng đừng dạy gì mà đi nhân đa thức với đa thức nhé. Chúng ta tinh ý một tí thì chúng ta thấy đây chính là hằng thức. Vậy là hằng thức nào? Chúng ta cùng phân tích xem nào. Câu số 6 này, 2x cộng 1 nhân 4x bình trừ 2x cộng 1 bằng. Vậy ở đây cô thấy như sau, 2x cộng 1 cô viết nguyên. Đấy, cô thấy nó có dạng nhân nhân thế này, cô nghi nhá. Cô dự đoán nó là gì đấy các bạn? Nó là hằng thức tổng hay lập phương. Đấy, đây A cộng B đây, xong rồi trong này cô thử xem là có đúng là bình phương thiếu của hiệu không nhá. Đây cô có 4x bình, cô sẽ viết là thành 2x tất cả bình này. Đấy, trừ đi 2x cô sẽ viết thành trừ đi 2x nhân 1. Đúng không? Rồi sau đó cô cộng với mấy các bạn? Cô cộng với 1 thì tức là một bình phương. Rồi vậy cô thấy là A cộng B này nhân với A bình trừ AB cộng B bình. Vậy đây đúng là hằng thức tổng hai lập phương rồi. Vậy cô sẽ viết được thành 2x tất cả mũ 3 cộng 1 mũ 3. Đấy. Vậy cô sẽ được là bằng bao nhiêu? Bằng 2x tất cả mũ 3 thì là 8x mũ 3 này, cộng 1 mũ 3 là 1. Vậy ở đây chúng ta sẽ ra được đa thức rất là gọn. Vậy chọn ở đây được cho cô là phương án C, đúng nhỉ? Rồi, tiếp theo sẽ là câu số 7 nhá. Tiếp theo sẽ là câu số 7 các bạn nhé. Là khi phân tích đa thức P bằng x mũ 4 trừ 4x bình thành nhân tử thì được câu A, câu B, câu C và câu D. Chúng ta sẽ chọn cho cô phương án nào? Thì các bạn viết lại cho cô cái đa thức P bằng x mũ 4 trừ 4x bình ra. Ban đầu thì chúng ta lúc nào cũng như phải nhìn cho cô là xem cái đa thức này chúng ta có thể đặt được nhân tử chung hay không. Đấy là việc đầu tiên. Thế thì ở đây chúng ta thấy x mũ 4 trừ đi 4x bình thì có nhân tử chung là x mũ 2, đúng không? Vậy cô đặt x mũ 2 ra ngoài. Thế x mũ 4 mà đặt x mũ 2 ra ngoài rồi thì ở trong sẽ còn x mũ 2 này trừ đi 4. Đấy, bằng x mũ 2 chúng ta giữ nguyên. X mũ 2 trừ đi 4. Vậy chúng ta có thể viết là thành x mũ 2 trừ đi 2 mũ 2. Thế thì nó lại là hằng thức hiệu 2 bình phương. Vậy cô sẽ viết được thành là x cộng 2 nhân x trừ 2. Đấy, vậy ở đây chúng ta sẽ chọn được phương án đúng. Đây là phương án A. Đấy là câu số 7. Tiếp tục chúng ta sẽ làm cho cô một số những cái bài tập tự luận để chúng ta có thể củng cố kỹ hơn nữa về cái phần kiến thức trong chương này nhé. Phần bài tập tự luận của chúng ta như sau. Các bạn sẽ làm cho cô bài tập đầu tiên là bài số 11 trong sách giáo khoa này. Tính giá trị của đa thức P bằng xy bình z trừ đi 2x bình yz mũ 2 cộng 3yz cộng 1 khi x bằng 1, y bằng âm 1, z bằng 2. Vậy thì trước khi tính giá trị của một đa thức thì chúng ta cần phải kiểm tra xem đa thức đấy đã thu gọn hay chưa. Nếu chưa thu gọn thì các bạn sẽ như nào? Thu gọn đa thức cho cô. Thế thì ở đây cô kiểm tra là đa thức này chúng ta thấy là đã thu gọn rồi, đúng nhỉ? Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ việc là thay các giá trị x bằng 1, y bằng âm 1, z bằng 2 vào đa thức P thôi. Sau đó tính giá trị biểu thức đấy. Vậy cô sẽ có lời giải như sau. Mình sẽ ghi cho cô là thay này. Thay x bằng 1, y bằng âm 1, z bằng 2 vào đa thức P. Ta được. Rồi ở đây cô sẽ có là P bằng này. P bằng xy bình z. X vậy ở đây cô sẽ có là 1 này nhân y bình nhân z. Y là âm 1 vậy sẽ là âm 1 tất cả bình này. Nhân z là nhân với 2. Đúng không? Trừ đi 2 nhân. 2 nhân x bình. X bình ở đây là 1 bình này. Nhân y. Y ở đây là âm 1. Nhân z bình ở đây là 2 bình. Rồi. Cộng 3yz. Tức là 3 nhân y là bao nhiêu? Y là âm 1 này. Nhân z ở đây là 2. Cộng với 1. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tính cho cô này. Bằng. Ở đây âm 1 tất cả bình là dương 1 này. 1 nhân 2. Vậy sẽ bằng 2. Đây cô sẽ có như sau. 2 mũ 2 là bằng 4 này. Đúng không? Đây. 4 này nhân âm 1. Đây, trừ 2 này nhân trừ 1 là dương 2 rồi. Dương 2 nhân 1 nhân 4, vậy là bằng dương 8. Vậy đây là cộng 8 này. Tiếp tục, cộng với 3 nhân âm 1 là âm 3. Âm 3 nhân 2 là âm 6, tức là trừ 6 cộng 1. Vậy đây sẽ bằng bao nhiêu? 2 cộng 8 là 10, trừ 6 bằng 4. 4 cộng 1 bằng 5. Vậy kết luận cho cô là vậy. Giá trị của biểu thức của đa thức P khi x bằng 1, y bằng âm 1, z bằng 2 chính là 5. Đấy là bài số 11. Tiếp tục chúng ta cùng làm cho cô bài số 12 nhé. Tiếp theo chúng ta cùng làm cho cô bài số 12 nhé. Bài 12 này cô cho đa thức P này. Rồi, câu A tìm đa thức Q sao cho Q trừ P bằng âm 2x mũ 3y cộng 7x bình y cộng 3xy. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta cùng làm cho cô câu A ở bài số 12 như sau. Thế thì ở đây chúng ta thấy là vì Q trừ đi P bằng cái đa thức này, đúng không? Vậy bây giờ mình sẽ hiểu là Q đóng vai trò là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ ta sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. Vậy suy ra cho cô Q sẽ bằng đa thức này cộng với đa thức P, đúng không? Là trừ 2x mũ 3y cộng 7x bình y cộng 3xy cộng với đa thức gì các bạn? Cộng với đa thức P. Đấy, đúng không? Vậy vào đây cô sẽ có là trừ 2x mũ 3y này cộng 7x bình y cộng 3xy cộng đa thức p. P chúng ta ghi nguyên đa thức p ra là 3x bình y trừ 2xy bình trừ 4xy cộng 2. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ nhóm cho cô các đơn thức đồng dạng vào với nhau này. Âm 2x mũ 3y. Nó không đồng dạng với anh nào, cô hạ nguyên xuống. Rồi tiếp tục 7x bình y thì chúng ta sẽ thấy được là có 3x bình y đây, nó đồng dạng đúng nhỉ? Rồi dương 3xy đây, cô sẽ nhóm với trừ 4xy. Rồi còn ở đây hai anh này chúng ta thấy nó không đồng dạng và chúng ta giữ nguyên nhá. Đây cô sẽ nhóm tiếp tục này. 7x bình y cộng với 3x bình y. Cộng tiếp này, 3xy này, 3xy trừ đi 4xy. Rồi, trừ 2xy bình cộng 2. Đấy, được chưa? Vậy bây giờ cô sẽ có là bằng này, trừ 2x mũ 3y. 7x bình y cộng 3x bình y, vậy là 10x bình y. Rồi, tiếp tục 3xy trừ 4xy thì chúng ta trừ phần hệ số này. 3 trừ 4 là âm 1, thì âm 1 chúng ta ghi dấu âm thôi, giữ nguyên phần biến là xy. Trừ 2xy bình, hạ nguyên này, cộng 2, hạ nguyên xuống. Đấy là câu A của bài 12. Tiếp tục sẽ là câu B nhá. Bài 12B của chúng ta thì người ta yêu cầu chúng ta tìm đa thức m, đúng không nhỉ? Sao cho P cộng M bằng cái đa thức này. Vậy thì bây giờ mình sẽ hiểu rằng là M này, chúng ta hiểu nó là số hạng chưa biết. Đây là phép cộng thì đây sẽ là số hạng chưa biết này. Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Vậy các bạn sẽ lấy cả cái đa thức này trừ đi đa thức P cho cô. Vậy đây cô sẽ có M sẽ bằng này, 3x bình y bình này trừ 5x bình y cộng 8xy trừ đi P, đúng không? Trừ đi đa thức P. Vậy đây cô sẽ có M sẽ bằng 3x bình y bình trừ đi 5x bình y cộng 8xy trừ đi đa thức P nhé. Ở đây chúng ta sẽ có trừ đi mở ngoặc 3x bình y trừ 2xy bình trừ 4xy cộng 2. Đa thức P này cô ghi ở trong ngoặc như thế này. Sau đó bây giờ cô sẽ phá ngoặc có dấu trừ đằng trước đây. Cô sẽ được như sau. Đây cô hạ nguyên này, 3x bình y bình trừ 5x bình y cộng 8xy. Rồi, đa thức này thì chúng ta thấy ngoặc này có dấu trừ đằng trước, vậy chúng ta đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. Vậy nó sẽ thành trừ của 3x bình y này, thành cộng của 2xy bình này, thành cộng của 4xy này, thành trừ mấy các bạn? Trừ 2. Đúng chưa? Vậy bây giờ cô sẽ có là nhóm những cái hạng tử đồng dạng vào với nhau, đơn thức đồng dạng này. 3x bình y bình thì chúng ta thấy không đồng dạng với anh nào cả, biết nguyên đúng không? Trừ 5x bình y. Trừ 5x bình y thì ở đây cô sẽ có là trừ 3x bình y, đồng dạng. Đấy. Tiếp tục là dương 8xy này với cả dương 4xy. Rồi còn hai anh này cũng không đồng dạng với anh nào nên chúng ta giữ nguyên. Vậy cô hạ nguyên cái này nhá, 3x bình y bình cộng với này, cô sẽ đặt vào trong ngoặc. Cô bê cái đơn thức này vào, có dấu của nó bê vào, trừ 5x bình y. Đấy, bê nguyên cái anh này vào, bê cả dấu nhá, trừ 3x bình y. Cô lại ghi dấu cộng ở ngoài ngoặc. Sau đó lại tiếp tục bê nguyên dương 8xy vào. Đấy, 8xy. Bê nguyên dương 4xy vào. Rồi, sau đó ở ngoài sẽ còn 2xy bình cộng 2. Cộng 2xy bình. Trừ 2 đúng không? Rồi. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ đi rút gọn trong ngoặc này. 3x bình y bình. Trừ 5x bình y, trừ đi 3x bình y, vậy là trừ 8x bình y. Tiếp 8xy cộng 4xy, vậy là 12xy. Rồi cộng với 2xy bình trừ 2. Rồi đây chính là kết quả của câu B và cũng là bài số 12 của chúng ta. Tiếp tục thì cô và các bạn sẽ cùng làm cho cô cái bài số 16 nhé. Tiếp theo chúng ta cùng làm cho cô bài số 16 là phân tích các đa thức sau thành nhân tử các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ sử dụng cho cô các phương pháp là phương pháp đặt nhân tử chung này, phương pháp dùng hằng thức này, phương pháp nhóm hạng tử để chúng ta làm cho câu bài này. Vậy bây giờ đầu tiên sẽ là câu A này. Đây, cô sẽ giải câu A nhá. X trừ đi 1 tất cả bình trừ đi 4. Vậy ở đây cô sẽ có là bằng. Nào, ở biểu thức này thì cô sẽ làm như sau. Cô thấy là x trừ 1 tất cả bình, đây có trừ đi 4 thì 4 cô thấy là nó bằng 2 mũ 2. Vậy đây cô sẽ ghi thành x trừ 1 tất cả mũ 2 này, trừ 4 là bằng 2 mũ 2 đúng không? Đây cô sẽ có là x trừ 1 sẽ cộng với 2. Nào, a cộng b nhân a trừ b. Vậy là x cộng 1 cộng 2 nhân với x trừ 1. Đấy, x trừ 1 cộng 2 nhân với x trừ 1 trừ 2. Vậy cô sẽ được là bằng, rút gọn trong ngoặc đi. Đây cô sẽ có trong ngoặc sẽ bằng là x cộng với mấy các bạn? Cộng với 1 nhân với x trừ 1 trừ 2. Vậy sẽ thành x trừ 3. Xong câu A. Tiếp theo là câu B. Nào, câu B chúng ta có nhá. Câu B là 4x bình này cộng 12x cộng 9. Vậy ở đây cô sẽ có là bằng 4x bình thì cô thấy nó có thể viết ở dưới dạng là 2x tất cả mũ 2. Đấy, đúng không? Cộng với, ở đây cô sẽ dự đoán như sau. 9 này cô dự đoán, ở đây cô sẽ ghi được thành là 3 mũ 2. Cô dự đoán nó là hằng thức số 1 bình phương của một tổng. Thì bây giờ mình khai triển tách cái thằng 12x này ra xem là có đúng bằng 2ab không. A cô đã dự đoán là 2x rồi, B cô dự đoán là 3. Vậy ở đây cô thử viết xem nó dạng là 2 nhân 2x nhân 3 xem là có đúng bằng 12x không các bạn. 2 nhân 2x là 4x đúng không? 4 nhân 3 là 12x. Vậy ở đây chúng ta có là bằng khớp rồi. Vậy khi đó đây chính là hằng thức số 1 luôn. Vậy là 2x cộng với 3 tất cả mũ 2. Đấy, 2x cộng 3 tất cả mũ 2 thì chính là 2x cộng 3 nhân 2x cộng 3 đấy. Đúng chưa? Rồi tiếp theo là câu C nhá. C này, x mũ 3 trừ 8 y mũ 6. Câu này thì mũ hơi to đúng không? Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào? Đây cô có x mũ 3 này, trừ đi 8 thì cô có thể viết được thành 2 mũ 3. Y mũ 6 thì cô sẽ viết được 2, tức là y mũ 2 xong tất cả mũ 3 đúng không? Vậy ở đây 8 y mũ 6 cô sẽ viết được thành 2 y mũ 2 như thế này, xong tất cả mũ 3. Đấy, các bạn thấy đúng không? Đây mình thấy là 2 mũ 3 thì nó bằng 8 này, y mũ 2 xong lại mũ 3 thì sẽ bằng y mũ 6. Đúng chưa? Vậy đây cô thấy nó sẽ là hằng thức hiệu 2 lập phương. Vậy a mũ 3 trừ đi b mũ 3 thì sẽ bằng a trừ b nhân bình phương thiếu của tổng. Vậy ở đây a là x này, trừ b là 2y mũ 2 này. Đấy, nhân bình phương thiếu của tổng tức là gì? Là x mũ 2 cộng bình phương thiếu của tổng, thiếu là thiếu số 2 nhá. Thì ở đây sẽ là a nhân b, a là x này, nhân b là 2y mũ mấy đây? 2y mũ 2 cộng b bình ở đây sẽ là 2y mũ 2 xong tất cả bình. Đấy, vậy đây cô sẽ được là bằng này. Đây cô sẽ được là bằng x trừ đi 2y mũ 2 nhân với trong ngoặc này cô sẽ chuyển thành ngoặc tròn này. Vậy là x bình cộng với 2 nhân x nhân y bình thì cô sẽ được là 2x nhân y bình này. Cộng với 2y bình xong tất cả bình phương. Vậy sẽ được là bằng 4y mũ 4. Rồi, xong câu C. Tiếp theo là câu D nhá. Câu D chúng ta có là x mũ 5 trừ x mũ 3 trừ x mũ 2 trừ 1 bằng. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ có như thế nào đây? Các bạn sẽ nhóm cho cô này. Ở đây thì cô sẽ nhóm hai hạng tử đầu tiên vào với nhau. Đây cô có là x mũ 5 trừ đi x mũ 3 cộng với ở đây cô có là trừ x bình trừ đi 1. Vậy ở đây cô sẽ đặt nhân tử chung ở đây ra ngoài là x mũ 3 nhá. Thì ở trong sẽ có x bình trừ đi 1. Đấy, đúng không? Rồi, hai anh ở trong này cô sẽ đặt dấu âm ra ngoài, tức là đặt trừ 1 đấy. Và ở đây đặt âm này. Thì ở trong sẽ còn dương x bình cộng mấy? Cộng 1. Rồi, sau đó ở đây cô lại tiếp tục là được gì? Đây là trừ x bình cộng 1 các bạn nhé. Trừ x bình cộng 1 này. Đấy. Vậy ở đây mà đặt trừ dấu trừ ra ngoài đây sẽ thành là trừ. Vậy bây giờ chúng ta thấy xuất hiện nhân tử chung là x bình trừ 1 rồi. Vậy cô có là x bình trừ 1 là nhân tử chung. Ở trong này sẽ còn x mũ 3 trừ đi mấy? Trừ đi 1. Đấy, mình hiểu cho cô là cụm này mình sẽ hiểu là bằng x bình trừ 1 nhân 1. Thế mà đặt cái x bình trừ 1 ra ngoài rồi thì ở đây vẫn phải có trừ đi mấy nhỉ? Trừ đi 1 nhá. Rồi bây giờ cô lại khai triển tiếp. X bình trừ 1 thì cô sẽ khai triển thành x cộng 1 nhân x trừ 1. Rồi nhân với x mũ 3 mà trừ đi 1 thì đây lại là hằng thức hiệu 2 lập phương, đúng không? Vậy cô sẽ có là x trừ 1 này nhân bình phương thiếu của tổng, vậy là x bình cộng x cộng 1. Rồi, vậy đây chúng ta làm gọn thêm một chút nữa. Đây sẽ là x cộng 1 này nhân x trừ 1 nhân x trừ 1, cô viết được thành x trừ 1 tất cả bình. Đấy, nhân với x bình cộng x cộng 1. Rồi, đấy là câu D của chúng ta. Và tiếp theo chúng ta cùng làm cho cô câu E và câu G nhé. Tiếp theo chúng ta cùng vào cho cô câu E nhé. Câu E này thì để phân tích đa thức để thành nhân tử thì cô sẽ làm như thế nào? Các bạn quan sát cho cô này. Câu E trừ 4x mũ 3 cộng 4x bình cộng x trừ 1 bằng. Để làm được câu E này thì cô sẽ sử dụng phương pháp là nhóm hạng tử. Cô thấy ở đây cô sẽ nhóm hai anh đầu tiên vào với nhau và hai anh cuối cùng vào với nhau. Các bạn quan sát này. Đây cô có là 4x mũ 3 cộng 4x bình cộng với ở đây là x trừ 1. Đấy, bằng hai anh đầu này cô sẽ đặt ở đây là âm 4x bình ra ngoài nhá. Cô đặt âm 4x bình này. Thì ở trong khi đặt âm 4x bình ra ngoài rồi thì ở trong này sẽ còn dương x, được chưa? Rồi dấu dương này chuyển thành dấu âm, tại vì chúng ta đặt dấu âm ra ngoài rồi. Vậy ở đây cô sẽ có là còn âm 1. Đấy, cộng với x trừ 1. Sau đó các bạn quan sát cho cô, ở hai cái nhóm này chúng ta lại thấy có nhân tử chung là x trừ 1 tiếp. Vậy cô đặt x trừ 1 ra ngoài. Thế thì ở trong này sẽ còn âm 4 x bình này. Cộng với bao nhiêu các bạn? À, x trừ 1 đặt ra ngoài rồi thì nhiều bạn tưởng là hết, nhưng mà thực ra nó sẽ còn 1 nhá. Cộng 1. Đấy, sau đó đến đây cô lại tiếp tục nhóm được tiếp này. Bằng x trừ 1 nhân với này. Đây các bạn quan sát cho cô. Trừ 4x bình thì ở đây cô cộng 1 thì cô sẽ viết thành 1 trừ đi 4 x bình. Đấy, vậy cô sẽ có là x trừ 1 này nhân 1 này cô sẽ viết thành 1 bình, được chưa? 1 bình này, đây cô chuyển thành ngoặc vuông. Trừ đi 4x bình thì cô sẽ viết được thành 2x tất cả bình. Rồi, vậy cô thấy ở trong ngoặc vuông này xuất hiện hằng thức hiệu 2 bình phương. Vậy cô khai triển như sau. X trừ 1 nhân đây sẽ là 1 cộng 2x nhân 1 trừ 2x. Xong câu E, được chưa? Tiếp theo là câu G nhé. Câu G thì cô sẽ có là bằng 8x mũ 3 thì cô sẽ viết được thành 2x tất cả mũ 3. Đấy, cộng với ở đây cô thấy có 4 số như thế này. Và lại có mũ 3 như này, cô đang dự đoán nó là hằng thức là lập phương của một tổng. Đấy, vậy ở đây cô dự đoán xem đúng không nhá. 1 này cô sẽ khai triển thành 1 mũ 3 này. Đấy, thế thì bình lập phương của một tổng nó có dạng là A mũ 3 cộng 3 bình B cộng 3AB bình cộng B mũ 3, đúng nhỉ? Vậy mình sẽ khai triển hai cái anh ở giữa này để sao cho nó là có dạng 3A bình B và 3AB bình. Vậy cô sẽ nhóm như sau. A cô dự đoán là 2x rồi, B cô dự đoán là 1. Vậy ở đây cô thử nhá. 3A bình B vậy là 3 nhân 2x đấy, bình nhân 1 này. Cộng với 3AB bình 3 này. 3 nhân A ở đây là 2x cô dự đoán. Nhân B bình đây là 1 bình. Vậy cô thử xem nó có đúng khớp bằng 12x bình và khớp bằng 6x không. Thì cô xem này. 2x tất cả mũ 2 vậy sẽ là 4x bình. 4x bình nhân 1 nhân với 3. À nó đúng bằng 12x bình rồi. Anh này khớp. 6x thì cô thấy là 3 nhân 2x là mấy? 6x đúng không? 6x nhân 1 thì bằng 6x. À khớp rồi. Vậy đây nó có dạng là A mũ 3 cộng 3 nhân A bình B cộng 3 nhân AB bình cộng B mũ 3. Vậy đây nó sẽ bằng bao nhiêu các bạn? Bằng 2x cộng 1 tất cả mũ 3. Rồi, đấy là câu G của bài 16 và cũng là bài học ngày hôm nay của chúng ta. Về nhà thì các bạn sẽ làm cho cô các bài tập còn lại trong sách giáo khoa và sách bài tập. Sau đó thì ôn lại cho cô toàn bộ các kiến thức ở trong chương này. Bây giờ thì cô Hạnh xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái bài giảng chương 2 nhé. Xin chào tất cả các em. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.